Chúng tôi xin trở lại chương trình của tối hôm nay, chương trình của Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần. Đêm nay chúng tôi cũng rất may mắn là có được cô Trang Khanh đến để chia sẻ cùng quý vị những cái dịch vụ, những cái chương trình mới của hội BPSOS. Sau khi cô Trang Khanh trình bày thêm cái phần thứ hai cho cái dịch vụ mới này, thì nếu quý vị có thắc mắc gì, xin quý vị sẵn sàng giấy bút ghi xuống để gọi vào số phone của đài, đó là 714-893-3264. Một lần nữa, số phone để quý vị gọi vào để đặt câu hỏi là 714-893-3264. Giờ nhờ Trang Khanh tiếp xem cái phần sau, đó là nói về vấn đề những cái bệnh mãn tính. Vậy thì bây giờ BPSOS lo hết những cái đó hay là ai giúp lo những cái chương trình đó? Dạ, cảm ơn anh đã hỏi cái câu hỏi này. Thật sự tụi em không thể nào lo hết được anh. Ồ, anh tưởng đâu là BPSOS là bao thầu hết chứ. Dạ không, tụi em cũng muốn bao thầu lắm nhưng mà không đủ khả năng cũng như không đủ trình độ để mà bao thầu. Nói giỡn cho vui chứ thật sự đây là một cái lĩnh vực chuyên môn. Đây là cái lĩnh vực chuyên môn mà đòi hỏi những cái hội đoàn có những cái khả năng kiến thức cũng như là chuyên môn về những cái căn bệnh mãn tính thì mới giúp cho đồng hương của mình được. Thì tụi em BPSS sẽ là một cái trung tâm, giống như là hình như mình có cái con số gì 211 hả anh, hay là 411 gì đó, 411, là cái tổng đài mà ai cần cái gì gọi vào rồi tùy theo cái nhu cầu cũng như là cái sự cần thiết của quý vị thì chúng tôi sẽ biết là nếu quý vị gọi vào tôi muốn chữa bệnh gan thì chúng tôi sẽ chuyển quý vị qua cái hội nào chữa bệnh gan. Tôi muốn chữa bệnh phổi thì chuyển qua chỗ bệnh phổi, tôi muốn bệnh tim thì chuyển qua chỗ bệnh tim, vân vân và vân vân. Thì thưa anh, cái cách thức mà cái số 2 đó mà như em nói giảm bớt cái căn bệnh mãn tính đó, là nó làm việc bằng cách là mình hợp tác với tất cả các hội đoàn. Như hồi nãy em nói là nối vòng tay lớn. Đúng rồi. Thì không biết quý vị ở đây có biết nhiều về có hai cái clinics mà người Việt Nam mình, phần lớn là người Việt Nam mình làm hoặc là phần lớn là phục vụ người Việt Nam của mình. Đó là thứ nhất là Nhân Hòa và thứ hai là hội VNCOC, Vietnamese Community of Orange County hoặc là Southland Healthcare Clinics. Đúng rồi. Đó, thì đó là hai cái clinics mà bây giờ đang làm việc với BPSS để tổ chức, để phục vụ cũng như là giúp đỡ cho quý vị những cái nhu cầu về cái bệnh mãn tính. Bên cạnh hai cái clinic đó, chúng tôi cũng có hợp tác với Hội Ung thư Việt Mỹ là chuyên về cancer. Dạ thưa anh, lĩnh vực của họ là chuyên về cancer. Thì như quý vị cũng biết, cancer là một cái đề tài rất là tế nhị đối với người Việt của mình. Và không phải là cancer là chỉ mình kiểu nói hút thuốc là ung thư gan hay là ung thư phổi, nhưng mà phụ nữ cũng có ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư đường ruột, rất là nhiều ung thư. Dạ, rất là nhiều ung thư. Và đó cũng là một trong những cái căn bệnh mãn tính và tụi em đang hợp tác với Hội Ung thư Việt Mỹ. Ngoài ra cũng có tổ chức cùng làm việc với các cái hội đoàn business, là vì những cái tổ chức mà họ quen biết những người làm ăn, phần lớn họ không có bảo hiểm hoặc là phần lớn họ không có thời gian để mà họ đi khám bệnh. Đúng cho rồi. Nên mình làm việc với những cái hội đoàn như vậy để khuyến khích người ta làm gì thì làm, bận cỡ nào cũng nên cố gắng đi khám. Và gần mới đây nhất là tổ chức Hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần là mới hợp tác vô trong cái vòng tay lớn này với tất cả các hội đoàn mà em nói ra. Và như em nói, cái hội của anh là chuyên về ủng hộ tâm thần, yểm trợ tâm thần, tại vì tất mỗi hội đoàn có những cái chương trình và cái dịch vụ khác nhau, không ai giống ai hết, cho nên khi mà mình cùng làm việc như vậy đó thì vô tình chung một người bệnh nhân nào đó họ đến với bất cứ một trong những cái đối tác của mình có thể refer, mình có thể là giới thiệu họ đến những cái hội đoàn khác nhau tùy theo những cái nhu cầu mà họ cần. Đúng. Thành ra anh thấy cái chương trình của BPSOS này rất là hay. Do đó khi mà anh được gặp Trang Khanh cách này vài hôm đó, thì anh có trình bày lại trong cái nhóm của hội Yểm Trợ Sức Khỏe Tâm Thần, và tất cả các bác, các anh chị em đều tán thành, giơ hai tay hai chân hết. Đó. Nếu quý vị mà có những cái thắc mắc gì, quý vị có thể gọi cho văn phòng của cô Trang Khanh, đó là 714-897-2214.
Và nếu quý vị có những cái thắc mắc gì cho cô Trang Khanh về những cái chương trình cô Trang Khanh mới vừa nói đó, Trang Khanh sẽ thêm những chi tiết nữa, nhưng mà quý vị có thể gọi vào số của đài, đó là 714-893-3264 để đặt câu hỏi cho cô Trang Khanh hoặc là cho cá nhân của chúng tôi. Bây giờ như vậy thì Trang Khanh cho biết thêm một vài chi tiết nữa, cũng như hồi nãy tới văn phòng của Trang Khanh vào ban đêm mới biết rằng là quý vị ở đây làm việc từ sáng cho tới tối chứ không phải cho tới chiều. 8 giờ 7 giờ 45 chúng tôi tới đó Trang Khanh vẫn còn làm việc, và thấy rằng trong đó có lớp học dạy Anh văn, lớp dạy về quốc tịch. Thành ra một hồi nữa sau khi nói xong những cái chương trình này rồi thì Trang Khanh cũng có thể cho đồng bào mình biết thêm những cái dịch vụ mà hội đã làm được bao nhiêu năm nay rồi. Đâu phải ai cũng có dịp để mà nghe coi tivi để mà thấy đâu. Thành ra đây cũng là một cái dịp để làm sao giúp cho đồng bào mình. Quý vị ơi, mình khi mình được vào quốc tịch rồi thì mình có nhiều cái quyền lợi hơn. Cũng như bây giờ quý vị kém tiếng Anh thì quý vị có thể ghi danh đó để mà học. Rồi cái chi tiết thì tôi để cho Trang Khanh. Nếu quý vị gọi vào thì Trang Khanh sẽ trả lời những cái chi tiết đó. Dạ, mời Trang Khanh. Thì thưa anh, như hồi nãy em nói, cũng như là có mình đang làm việc với một cái tổ chức gọi là một New Lung, có nghĩa là cái phổi mới. Cái phổi mới là những chuyên cho những người cai nghiện thuốc lá, miễn phí. Tại vì thường thường mà đi cái cai chữa cái cai nghiện nó không có rẻ đâu. Đúng rồi. Nó đòi hỏi thời gian, công sức, và có những cái vật liệu mà cái người cai nghiện họ phải cần thì mới ấy được, rất là khó. Mà vì chính phủ họ hiểu được cho nên họ có một cái tài trợ để cho những người cai nghiện họ có thể bỏ thuốc lá mà không có bị tốn kém gì hết. Đó, cho nên nói chung là cái chương trình này rất bao gồm rất là nhiều các cái hội đoàn, các tổ chức mà về trung tâm y tế, về cái sức khỏe rất là nhiều. Cho nên quý vị có bảo hiểm cũng như không có bảo hiểm, có những cái nhu cầu khác nhau, bệnh này bệnh kia, bất cứ cái gì quý vị cần, quý vị vẫn có thể liên lạc với chúng tôi, và tùy theo cái nhu cầu cũng như là cái sự cần thiết của quý vị, chúng tôi sẽ biết gửi quý vị đến đâu để quý vị có thể nhận được những cái chữa trị nó phù hợp với cái bệnh trạng của từng người. Đặc biệt là về cái chương trình như hồi nãy anh em mình có trò chuyện chút xíu là về cái bệnh tâm thần, thì nó rất là một cái vấn đề nó rất là tế nhị ở trong cộng đồng Việt Nam của mình. Thật sự mà nói, nó không có ai muốn cho người ngoài biết là trong gia đình của mình hay là con cháu của mình có những cái căn bệnh đó hết. Mà vì mình không cho muốn người ta biết, mình muốn giữ trong lòng, cho nên mình đã buồn rồi thì mình lại buồn hơn, mình lại buồn thêm. Trang Khanh có biết không là cái bệnh nan y về ung thư đó, thì cách nay khoảng mười mấy năm thì đồng bào mình cũng còn e dè lắm. Đúng rồi. Nhưng mà từ khi có được những cái chương trình của trong cộng đồng cũng như của chính phủ phát triển mạnh, thì trong đó có Hội Ung thư Việt Mỹ ở đây, thì nhờ cái chương trình đó mà làm cho đồng bào mình sẵn sàng để mà đi truy tầm sớm. Mà khi mà truy tầm sớm, phát hiện được sớm, thì cái bệnh ung thư thực sự bây giờ nó được chữa trị tương đối là cũng khá hiệu quả. Và những cái phần y tế sau này rất là hữu hiệu. Chúng tôi cũng xin thưa quý vị là Hội Ung thư Việt Mỹ thứ 6 này có chương trình để vinh danh các bệnh nhân ung thư, những quý vị đó đã và đang chiến đấu hoặc là có người đã chiến thắng được bệnh ung thư của mình rồi. Nếu quý vị muốn yểm trợ hay là hỗ trợ tinh thần của các bệnh nhân đó, xin quý vị lấy giấy bút ghi số điện thoại của Hội Ung thư Việt Mỹ là 714-751-5805. Và các buổi tiệc đó là sẽ chiều thứ 6 này tại nhà hàng Seafood Palace. Xin quý vị hãy gọi số phone Hội Ung thư Việt Mỹ để ủng hộ cho hội, cũng như những cái sự hiện diện của quý vị ngày hôm đó là cái sự hỗ trợ tinh thần cho các bệnh nhân ung thư đã và đang phấn đấu, chiến đấu với cái bệnh hiểm nghèo này. Một lần nữa, số phone của Hội Ung thư Việt Mỹ là 714-751-5805. Và nói thêm, chia sẻ với Trang Khanh nữa là bệnh ung thư nhiều người đã chịu lộ diện rồi, tức là mình gọi là tạm gọi là ra khỏi cái step out the closet. Nhưng mà cái bệnh tâm thần nó vẫn còn rất là e dè. Mà cái bệnh này cũng rất là tội nghiệp các cá nhân đó. Do đó chúng tôi thường lên đài để kêu gọi quý vị ơi, làm ơn
hãy suy nghĩ giùm khi gặp những cái người có cái bệnh tâm thần đó, xin làm ơn đừng có gọi hai cái chữ điên hoặc là khùng. Bởi vì khi quý vị dùng cái chữ đó, đó làm cho cái cá nhân đang bị bệnh tâm thần đó họ rất là tức giận. Họ cũng tỉnh táo, họ biết chứ không phải là không biết đâu quý vị. Họ chỉ có khi những cái lúc mà họ bị lên những cái biến động trong cái não, họ mới có những cái hành động không kiểm soát được. Nhưng mà bình thường những người đó cũng giống như chúng ta vậy. Thì chúng tôi cũng rất mong quý vị thông cảm được và tránh những cái từ mà làm cho các em nó bị chạm tự ái rất là nặng. Nếu quý vị mà còn quý vị có thể giúp cho tài chánh cho hội của chúng tôi thì quý vị có thể gửi về cái địa chỉ mà TV đang mở cái màn hình lên đó quý vị. Đó là cái địa chỉ của hội, nếu quý vị nghĩa là có khả năng để giúp cho hội chúng tôi có thêm tài chánh để chúng tôi phát triển chương trình này trên toàn quốc, để những gia đình khác có con em bị bệnh tâm thần ở những cái nơi xa cũng được cái diễm phúc, hưởng phước, hưởng lợi lộc cũng giống như cư dân của quận Cam của chúng ta ở đây. Chúng tôi xin dừng lại ở đây. Xin quý vị đừng rầm.